Đây chào mọi người, bây giờ buổi chiều là bên cũng cây ba rồi, thì đang ở cái hồ đảo á, cái eo á, thì hiện giờ cái sóng ở đây nó sẽ hơi dập dìu, nó đập cãi, nó hơi quọn lại xíu, cho nên là cái giống như thế trôi vậy á, nó hút người mình đi bên nào thì mình cứ đi bên đó thôi. Có khi trời cái tay xuống vô chứ lúc kích á là nó hút nhìn cảm giác mà cũng có một lúc á bơi á quạo wow, nó lên tới bay 2.58 nói chung á là khi mà ra tới đây là thì phải thấy một điều là đúng là những cái dòng đời sẽ đẩy đó. Thấy không, camera đang lắc nè, lắc qua lắc vô luôn nè, nhiều vậy giờ chụp luôn anh, chụp cái lúc chụp á. Ok. Thôi nói chung là update tình hình mọi người biết thôi, là 4.3 rồi, chiều nay tính là bơi 6.5 đến 7.5 thì để coi dòng chảy như thế nào. Đây à. Bầu sức. Wow. Canh chiều nay canh 10 cây để cho ra được cái Ocean Man. Mà nó ra. Rồi. Rồi. Thì chiều hôm nay á khá là thuận lợi khi mà cái dòng chảy nó hướng từ bên ngoài vào cái eo của đẩy An Thới, dọc đảo An Thới, thì khi tới đây thì cái dòng chảy nó sẽ không còn thẳng nữa, mà là nhiều dòng chảy nó sẽ gộp lại, nó thành cái quện, thì khi quện á thì hồi nãy gì cạn của nghe gì cũng bơi vòng bơi vòng thì bơi vòng cho đủ 10 cây, thì may mắn là chiều nay là xuôi dòng chảy thì nó mới được cái bay tốc độ nhanh như vậy. Chứ còn ngày hôm qua là cũng ở cái vị trí này, nhưng mà cái dòng chảy thì nó khó đoán và phải bơi hướng về ngược bên kia. Tảo có thấy như thế nào hôm nay? Cũng dòng cho lắm, cho nên là bơi pace khoảng tầm 140 thì nước khá là nóng, bởi vì tới tận bây giờ, từ ngày hôm nay tới ngày thứ hai thì anh em vẫn kiểu là cũng chưa có bắt đầu bơi sớm được, bởi vì chỗ ở cách chỗ bơi khá là xa, cho nên nó bị vấn đề về di chuyển. Nhưng mà chính cái bạn buổi chiều luôn luôn phải cố gắng để mà cứu dài. Tính ra tới lúc này là cũng ok, sáng nay là 6.5 ha. 6.5, chiều là 10 cây là 16.5, tức là hơn trung bình dự tính một ngày 15 cây là 1.5. Thì nhờ bù lên qua mình có 11 cây. Bù ngày hôm qua 11 cây thì hy vọng là những ngày tới sẽ cố gắng bù để mà hoàn thành nhanh nhất. Tại vì nghe đâu là trời chỉ còn đẹp được khoảng 2 ngày nữa thôi. Rồi, hành trình ngày thứ hai xong, anh Huy. Huy cái dài bớt chưa? Bơi vẫn ổn, hy vọng hoàn thành đủ 7 ngày. Nhưng mà ngày đâu 2 ngày nữa thì mưa gió thì chắc là mình sẽ vô cái vịnh của bãi kem bơi. Trời cũng gần sập tối rồi. Nãy mặt trời là bên kia kìa. Nãy bơi là đúng theo hướng mặt trời luôn. Đúng là kiểu đi theo hướng mặt trời đó. Tới nơi 6 giờ là mặt trời nó xuống dưới cái hòn bên này rồi, cái chỗ cáp treo này quá đẹp. Nãy bơi rất là đẹp. Hồi nãy mấy anh em còn mấy trăm mét cuối thả lỏng và bơi chân với một cái view hết sức là đẹp, là chung quanh là đảo biển và cáp treo An Thới. Anh Minh lấy tàu theo tụi em, anh Minh cảm thấy như thế nào? Ngồi trên này còn mệt hơn là bơi nữa. Ngồi trên đây sóng lắc lư là còn hơn là bơi nữa đấy, mệt lắm. Mà hôm nay anh Minh là được bao nhiêu con cá nhỉ? Đây, cá đó. Đây. Đó, anh Minh à. Trời ơi, ảnh ngồi đợi bọn mình bơi mà ảnh câu nhiêu cá là hên quá. Không có con cá nào trên 3 kg, còn cái bá trên 3 kg chắc teo luôn á. Rồi, nói chung là cuộc hành trình hôm nay là đạt chỉ tiêu. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chung tay với Huy. Bảo. Chào các bạn, như vậy là ngày hôm nay là đã là buổi sáng thứ 3 rồi. Tinh thần hiện tại của anh em thì còn rất là tốt. Bởi vì ngoài tinh thần ra thì bây giờ không còn cái gì cả. Sức lực thì đã cạn, da bắt đầu bỏng rát, miệng thì bắt đầu coi như là cảm thấy là tê hết rồi. Bởi vì nước biển rất là mặn, không hiểu tại sao nước biển lại mặn như vậy. Thì thôi, ngày hôm nay sẽ cố gắng là một cái ngày bơi nhiều. Bởi vì mấy ngày sau nữa sẽ có rất là nhiều anh em sẽ ra bơi chung với mọi người, chứ có thể là cái chuyến hành trình nó sẽ bị chậm lại một chút. Trời thì buổi sáng này có vẻ khá là nắng, nhưng mà mây đen bắt đầu kéo tới. Hy vọng là trời vẫn sẽ thương và sẽ ủng hộ cho anh em. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày hôm nay và báo cáo cho mọi người biết là bơi được bao nhiêu nha. Bye bye. Cố gắng quyết tâm nào, quyết tâm. Một,
2, 3, vô.